Wow, có một chị nó chết máy rồi. Đây, đây là đường vẹo vô bụi sơn của mình. Không được, đưa tầm đi rồi, đưa rồi. Không biết tầm, đây là đường bụi sơn của mình. Đây. Wow. Hôm nay thì đi quay cái ngôi chợ ở trong thị trấn nước sập với mình. Vô tình đi về, ấy da, sống quá, sống quá. Cứ từ từ thôi, Ở đây sống lắm. Dạ. Yeah. Đây là tới gần tới đèn xanh đèn đỏ của đèn bốn ngọn các vị. Đây. Qua. Wow. Qua xa. Không được, đừng để đây, để anh cầm. Em cầm không được, cái này rớt xuống cái là rồi luôn. Đây vị đây cho thấy cái bây giờ không được. Em gái đã bị tắt máy à. Ở đây nếu mà chạy nước hay sâu. Bây giờ. Ở đây vườn sâu quá là không được kia. Sẽ bị tắt máy. Cái này thì mình biết đường mình đi mới được bây giờ. Hơi lớn lên. Quỳnh. Hôm nay đi chợ Long Xuyên hơi cực khổ xíu Quỳnh. Tại vì đầu cơn mưa quá lớn đi. Làm cho ngập phố 123 xin kính chào toàn thể quý vị. Thì hôm nay ẩm thực phố đi chợ chiều Long Xuyên quý vị. Thì đã bị mất mưa quý vị. Đã bị mất một cái cơn mưa lớn. Hiện tại thì ẩm thực phố 123 đang có mặt trên con đường Hà Hồng Hổ quý vị. Một con đường có thể nói là đường lộ lớn. Ở thành phố Long Xuyên. Nhưng mà cơn mưa lớn này nó làm cho nước dâng lên đấy quý vị. Trên đường đi chợ thì ẩm thực phố ghi hình lại trên cái nẻo đường chợ quê của thành phố Long Xuyên mình nè. Đây quý vị thấy đường Hà Hoàng Hổ, mình sẽ đi phía chạy ngược vô đó thì sẽ về Phú Hòa và đi về thị trấn Núi Sập. Ở đây thì em chạy ra quý vị, em chạy ra hướng ngoài đèn bốn ngọn để đi về cái ngôi chợ Long Xuyên. Long Xuyên thì chợ chiều quý vị thấy cũng gọi là rất là sung túc. Thì ở thành phố muốn giới thiệu quý vị một cái ngôi chợ sỉ. Trước mặt quý vị đó là đèn xanh đèn đỏ. Khi mình quẹo phải là sẽ về đường Võ Thị Sáu và sư phạm thực hành. Lúc trước là trường đại học cũ đó quý vị. Có thể chỗ ra trường đại học mới được luôn quý vị. Chung là những con hẻm ở trong đó thì mình sẽ có đường ra khu dân kim. Phía bên tay phải của quý vị đó sẽ là nhà báo An Giang. Kế bên, wow, ngập lúc xe chết máy luôn hả. Phía bên tay trái quý vị đó là đường sẽ quẹo về đường Bùi Thị Xuân. Đường Bùi Thị Xuân thì quý vị quẹo về quý vị sẽ đi ra đường Bùi Văn Danh đó quý vị. Thì ở đây thì ơi không biết chạy được không, sâu quá sợ chết máy nè. Wow, có bà chị đó chết máy rồi. Đây là đường lẹo vô bụi sưng của mình. Không được, đưa cầm đi rồi, đưa. Không biết cầm, không được. Đây là đường bụi sưng của mình. Đây. Wow. Hôm nay thì đi quay cái ngôi chợ ở trong thị trấn Núi Sập với mình. Vô tình đi về, ấy da, sống quá. Cứ từ từ thôi. Ở đây sống lắm. Dạ. Yeah. Đây là tới gần tới đèn xanh đèn đỏ của đèn bốn ngọn quý vị. Đây. Wow. Quá xa. Không được, đừng để anh cầm. Em cầm không được, cái này rớt xuống một cái là rồi luôn.
đây quỳ đây cho thấy cái không được rồi, em gái đã bị tắt máy à. Ở đây nếu mà chạy nước hơi sâu bây giờ ở đây bường sâu quá là không được, cái bia sẽ bị tắt máy. Cái này thì mình biết đường mình đi mới được. Bây giờ hơi lớn lên đây quỳ. Hôm nay đi chợ Long Xuyên hơi cực khổ xíu quỳ, tại vì đầu cơn mưa quá lớn đi, làm cho phải nói là đây là đường chặn ông đạo quý vị, đây là hướng quẹo về về cả sao quý vị, cả sao về đi về nhập cống nội quý vị. Và đây là cái dòng xây, đây là hướng lên Châu Đốc quý vị. Đây tôi sẽ quẹo xuống đường Nguyễn Trãi để đi về về chợ Long Xuyên quý vị, để đi cái ngôi chợ sĩ ở Long Xuyên để cập nhật tới quý vị. Nhiều ha. Cái khúc đường ở trong thì ngập nhiều, để cùng quẹo qua đây cái tham quan cho quý vị xem một vòng. Đây đây là trung tâm mua sắm Nguyễn Huệ quý vị. Đây là đoạn đường mới chạy qua quý vị. Mới chạy qua là đoạn đường Hào Hổ, mình sẽ đi về Sập Sạp mấy quỳnh. Rồi, đảo một vòng cho quỳnh xem ha. Đây là đoạn đường giữa Âu Dương Khiêm và Hào Hổ quỳnh. Dạ, khúc này không ngập, nó có đoạn đó ngập không? Khúc đằng đẳng ít hơn, khúc đằng kia thì cũng có ngập.